Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo có vượt qua nỗi ám ảnh của Thái Lan. Vừa lên đỉnh ở sân chơi châu lục với ngôi Á quân, U23 Việt Nam sẽ là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam tham dự giải AFF Cup vào cuối năm nay. Chơi thành công ở giải châu Á, liệu khi trở về từ sân chơi châu lục, đội tuyển Việt Nam có còn e ngại Thái Lan? Theo thông tin từ VFF, tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ là hạt giống số 1 của giải cùng với đội tuyển Thái Lan. Đây sẽ là một lợi thế rất lớn với đội tuyển Việt Nam, bởi khi bốc thăm, thầy trò huấn luyện Park Hang-seo sẽ không đụng độ các đối thủ mạnh ở vòng bảng, đặc biệt là Thái Lan. Nhiều người thấy vui khi đội tuyển Việt Nam không nằm chung bảng với Thái Lan. Tuy nhiên, để vào tới trận chung kết hay giành cúp vô địch thì thầy trò huấn luyện Park Hang-seo khả năng rất lớn vẫn đụng Thái Lan khi vượt qua vòng bảng. Vấn đề gặp Thái Lan ở sân chơi khu vực, kể cả SEA Games hay AFF Cup, có lẽ luôn được huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò xác định không sớm thì muộn. Vì thế, chỉ có sự tự tin, sự thoải mái để chơi sòng phẳng với đối thủ, tuyển Việt Nam mới hy vọng có cơ hội đoạt chức vô địch. Nhưng làm thế nào để vượt qua Thái Lan, ít nhất là về mặt tư tưởng, có lẽ chìa khóa của vấn đề nan giải này chính là tinh thần, hình ảnh của U23 Việt Nam. Xét về mặt đẳng cấp, bóng đá Thái Lan thua xa những Iraq, những Qatar hay Australia mà U23 Việt Nam vừa đánh bại ở vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Và nếu như đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23 Việt Nam cũng chơi như giải đấu vừa rồi, họ sẽ không ngán bất kỳ đối thủ nào ở khu vực. Nhưng từ giải châu lục tới giải Đông Nam Á lại là một câu chuyện khác, đòi hỏi tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ hơn, đặc biệt là vấn đề tâm lý. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo xác định được tầm quan trọng của giải đấu này với bóng đá Việt Nam, thậm chí bóng đá khu vực Đông Nam Á, ông chia sẻ. Đó là giải đấu 2 năm tổ chức một lần, quy tụ những cầu thủ hay nhất của Đông Nam Á. Người hâm mộ khao khát giành chiến thắng với Hàn Quốc Asian Cup hay Asian Game quan trọng hơn, nhưng vị thế của AFF Cup ở Đông Nam Á là tuyệt đối. AFF Cup 2018 thậm chí còn quan trọng hơn cả ASEAN diễn ra vào giữa tháng 8 năm nay. Đơn giản bởi với VFF, U23 Việt Nam có thể không đặt mục tiêu ở Á vận hội, nhưng AFF Cup lại phải hướng tới với ngôi vô địch. Áp lực là rất lớn và đối thủ nào cũng đang quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam, như một sự khẳng định họ không hề thua kém sau chiến tích lịch sử vừa qua của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở sân chơi châu lục. Đặc biệt, mới đây Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã lệnh cho đội tuyển quốc gia nước này phải vô địch AFF Cup trước sự đang lên mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam và Malaysia. Như vậy, đối thủ chính của tuyển Việt Nam vẫn là Thái Lan ở sân chơi khu vực. Thậm chí ở AFF Cup lần này, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo còn mạnh hơn nhiều so với trước đây bởi những lý do trên. Hy vọng là sau thành công ở giải đấu châu lục, tuyển Việt Nam sẽ vượt qua được nỗi ám ảnh của người Thái để hướng tới một kỳ AFF Cup giành thành tích tốt nhất, cụ thể là chức vô địch. Với những gì đã làm được, huấn luyện viên Park Hang-seo được người hâm mộ bóng đá Việt Nam trao trọn niềm tin sẽ một lần nữa ca khúc khải hoàn chiến thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải thay đổi đội tuyển Việt Nam để hướng tới AFF Cup 2018. So với giải U23 châu Á cách đây hơn một tháng, AFF Cup 2018 sẽ là sân chơi khác hẳn, nơi mà đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải thay đổi nhiều để duy trì thành công cho bóng đá Việt Nam. Cho dù đội tuyển U23 Việt Nam thành công tại giải U23 châu Á, nhưng phần đông những người quan tâm đến bóng đá Việt Nam vẫn hiểu rằng việc cạnh tranh thứ hạng tại ASEAN vào giữa năm nay cũng như AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay sẽ không hề đơn giản một chút nào. Ở ASEAN, yếu tố bất ngờ của đội bóng nằm trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ sẽ không còn, và các học trò của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này sẽ khó đá hơn so với hồi giải U23 châu Á, bởi lúc đó chẳng có đội bóng nào quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Còn ở AFF Cup 2018, giải đấu đấy dù chỉ mang tầm Đông Nam Á, nhưng đấy là sân chơi dành cho các đội tuyển quốc gia, và ở cấp độ đội tuyển thì chưa cần tính đến Thái Lan. Những Malaysia, Singapore hay Philippines sẽ rất khác. Bằng chứng là ở các kỳ AFF Cup 2010-2012, đội tuyển Việt Nam đều thua Philippines. Đặc biệt là năm 2010, đội bóng của huấn luyện viên Calistro khi đó được đánh giá cao hơn nhiều so với Philippines, nhưng vẫn thất bại. Về mặt con người, đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup sẽ có nhiều sự thay đổi so với thành phần vừa dự giải U23 châu Á năm nay. Những gương mặt kỳ cựu, giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao về mặt năng lực như Anh Đức, Quang Quyết, Thanh Trung, Huy Tùng, Minh Tuấn hay Hoàng Thịnh sẽ được bổ sung.
mà không chỉ về mặt con người, về mặt lối chơi, đội tuyển của huấn luyện viên Park Hang-seo tại AFF Cup 2018 có thể cũng thay đổi so với đội tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á hồi tháng 1 vừa rồi. Trước các đội bóng Đông Nam Á, có lẽ đội tuyển Việt Nam sẽ không còn chơi tử thủ như đội tuyển U23 vừa thực hiện tại giải U23 châu Á vừa rồi. Tính chất của mỗi giải đấu khác nhau, các đối thủ so với chúng ta cũng không giống nhau, nên đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu để phù hợp với sân chơi mà mình tham dự. Những thay đổi có thể sẽ khiến đội tuyển Việt Nam mất nhiều thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, điều đấy là cần thiết để giúp cho đội tuyển mạnh hơn và đa dạng hơn, có chiều sâu hơn. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống hàng đầu tại vòng bảng AFF Cup 2018. Điều đó sẽ giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo có được kết quả bốc thăm thuận lợi ở vòng bảng. Và điều quan trọng còn lại là chúng ta tập trung vào chuyên môn. Các cầu thủ thể hiện tốt ở V-League 2018 sắp diễn ra để có chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia.